Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạn Ngân. Lúc này thì Ngân có một người bạn Maurizio và ông xã của Ngân ngồi ở đây. Mục đích của Ngân làm cái video clip này là vì các bạn biết không, người ta bảo nếu mà đến Ý mà bạn muốn người ta đừng nói gì á thì bằng cách là họ chói tay người ta lại. Có nghĩa là gì? Người Ý họ dùng cái cử chỉ rất là nhiều, các cái ngôn ngữ cơ thể của họ như là khua tay múa chân rồi là ngoắc đầu hoặc là nhún vai. Không cần phải học tiếng các bạn cũng có thể là hiểu được người ta muốn nói gì. Thì hôm nay Ngân sẽ nhờ hai người diễn viên này sẽ hướng dẫn chúng ta một số những cái để có thể chúng ta hiểu được người Ý khi các bạn đi sang Ý mà không cần biết tiếng Ý. Siete pronti? Sì. Ngân đi ra đây, Ngân sẽ đọc tất cả những cái mà hướng dẫn rồi hai người sẽ dùng cử chỉ. Ok. Ngân xin phép được nói tiếng Anh để cho như là có thể các bạn cũng có hiểu luôn. What do you want? I don't care. Cái kia không nó I don't care. What do you want? Non me frega. Così. Vabbè, così. Be quiet. Silenzio. Pay attention. Fai attenzione. No, è così. They are together. Sono soci. You are beautiful. Sei furbo. You are smart. No. Not smart. Like this. Okay. Colloquio. Tagliato. You are liar. Sei bugiardo. Giống như cái mũi dài á. Delicious, delizioso. Ma questo lo fanno i bambini, You are crazy. You talk too much. Bla 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 bla. Full of people, like a lot of people. Enough, too much. It doesn't work. So-so. Whatever. Drink water. How about drink wine? How about drink coffee? Đây là cái tay mà cầm ba cái loại ly khác nhau đấy, cầm ly nước khác, cầm ly rượu khác và cầm cái tách cà phê khác nhau. Đúng rồi. Stubborn, stay stubborn. Very expensive. Go away. Let's go away. Long time ago. Keep calm. Having sex. You are lucky. You are lucky. I don't remember this. See you later. See you later, okay. It's perfect. I don't know. Gay. Why this a gesture to say that? I don't know. Gay. But it is the way we do. Perché dici questo? Perché i gay sono anche chiamati orecchioni e quindi. Ma perché portavano un orecchino? Sì. Come simbolo avevano. Vedi, un orecchino. Vedi, lui lo sa. Ecco. Ma ok. Stinky. Smelly. I'm hungry. Between us, like a secret. Umma umma, si chiama. Umma umma. Có nghĩa là cái chuyện này chỉ có hai chúng ta biết mà thôi. Go to hell. F you. Tôi chửi thề đó. I cannot stand. Era questo qui, no? I can't
hãy nghe xem, tôi không chịu nổi nữa. Ok, vậy là các bạn có thể tìm hiểu và xem cái clip này nhiều lần để nhớ trước khi bạn để ý. Và đây sẽ là những cái gợi ý rất là quan trọng. Khi bạn để ý, nhiều khi bạn không cần phải nói tiếng Ý, mọi người sẽ hiểu bạn với những cái cử chỉ, bởi vì người Ý dùng tay chân rất là nhiều. Per far star zitto un italiano bisogna mettergli le manette. Sì, ho già detto all'inizio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Thank you, bye bye. Amore. Sai che se fai ma tu sei sposato? Sì, sì.